Bây giờ thì hai bạn đã có mặt trên sân khấu. Dạ. Chúng ta cùng giới thiệu lớn lên cho mọi người cùng nghe nha. Dạ. Mời em trai. Xin phép được chào chú Hoàng Linh và cô Vân và tất cả mọi người khán giả có mặt trong ngày hôm nay. Mình tên đầy đủ là Nguyễn Ngọc Nam. Năm nay mình 29 tuổi. Hiện tại mình đang sinh sống và làm việc tại quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Nam làm gì Nam? Dạ em làm nhân viên thiết kế. Thiết kế về quảng cáo, về... Không, dạ em thiết kế về những cái dụng cụ máy móc và linh kiện của bên cơ khí. À, cơ khí. Dạ. Có em. Dạ, em xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quỳnh Linh, chào tất cả quý khán giả đang có mặt trong trường quay. Em tên là Lê Thị Mỹ Hoàng. Em năm nay em 28 tuổi. Em đến từ Bà Rịa Vũng Tàu. Công việc hiện tại của em là em đang làm y tế cho trường học. Y tế hả? Dạ đúng rồi. Làm y tế có nghĩa là em làm ở phòng y tế đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Hoàng nói về điểm mạnh và điểm yếu của Hoàng đi. Dạ điểm mạnh của em thì em là một con người có cái tính rất là cố gắng. Em luôn cố gắng tất cả mọi việc. Bên cạnh đó thì em có sở thích là rất thích chăm sóc gia đình của mình như nấu ăn. Dạ còn điểm yếu của em thì em khá là tự ti về bản thân của mình. Thôi em, tại sao có bao giờ em có soi kiến không? Nhà em có nhiều kiến không? Dạ có. Rồi em có soi kiến hàng ngày không? Dạ có. Tại sao em lại tự ti? Trời ơi, thật quả là bất ngờ luôn á. Em tự ti về điều gì ở trong con người của em? Tại em thấy em còn thua thiệt nhiều người ngoài xã hội lắm. Chị nói em nghe, cái nghề nào cũng cao quý của nghề đó hết, không có gì là thua thiệt hết. Không bao giờ được suy nghĩ như vậy. Hiểu dạ, chưa? Dạ. Linh, Linh. Hả? Linh, ông mới, ông qua đây đi ông mới. Trời ơi, ông mình nghe cái giọng nhỏ nhẹ vậy mình biết cô này rất là dễ thương rồi. Ông qua đây. Bây giờ nè, phải từ từ tôi qua tôi hỏi mình thằng trai đó. Dạ. Em có điểm yếu điểm mạnh gì nói cho thằng gái nghe để anh qua anh giao lưu thằng gái chút xíu coi. Dạ điểm yếu của em á là hơi tò mò và lại nóng tính. Tò mò mà nóng tính nữa. Dạ. Còn điểm mạnh của em á là năng động và siêng năng và chịu khó lắng nghe và học hỏi những cái gì mà tiếp thu mới. Dạ. Có mấy mối tình rồi? Dạ từ đó giờ em có 2 mối tình rồi. 2 mối hả? Dạ. Mối mấy năm? Cái mối hồi trước là thời sinh viên á. Còn là đi học á thì trong trường học cấp 2 đã có. Sau khi mà đi học trên sinh viên học đại học lên á thì em có quen một bạn nữa, nhưng mà đã do là bạn đó đi qua nước ngoài lập cơ yêu xa đúng không? Định cư nó là chưa. Sao mà cách lòng mà chia tay đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi vậy là biết cái tình trường rồi. Con em nè, bây giờ tôi hỏi con người vậy mà tự tin tự ti là sao? Em chào Quỳnh Linh. Trời đất ơi, sao mà xinh dữ vậy? Rất có nét nha, thật chất luôn á. Mà điều dưỡng ai cũng thương hết. Mà nói hỏi là em cái điểm yếu của em là em tự ti, là nước mắt ngấn lưng tròng rồi đó. Bởi vì tôi mới kêu ông qua là tự lý ti do cái đó gì vậy? Ông nói thử con người này mà tại sao tự ti. Bây giờ nói thẳng luôn, em xinh đẹp em có quyền đó. Đúng, em đẹp em có quyền. Đẹp mà rất cân đối nha. Chắc nhiều người yêu lắm đúng không? Dạ không. Có bao nhiêu mối tình rồi? Ừ. Dạ em trải qua 2 mối tình chính thức ạ. Tại sao chia tay? Em chia tay người ta hay người ta chia tay em? Dạ người ta chia tay em ạ. Trời ơi, khó hiểu thiệt chứ. Tại sao? Lý do? Lý do là do hai đứa không cùng quan điểm nên là không có đi đến được xa. Trời ơi, xinh xắn như vậy mà tự ti mới tự ti cái gì? Công tử. Đây tôi coi chàng trai. Trời ơi. Thấy chưa? Ôi chào cưng. Trẻ trung. Thôi à. Ngồi đi dạ, nào. Dạ. Là hai đứa đứng về ngoại hình thôi là tôi thấy xứng rồi đó. Hợp đúng không? Bây giờ là mình muốn tìm người yêu lý tưởng nào mình nói bên đàn gái đi. Dạ. Mỗi người lý tưởng thì con cần một cái nụ cười tỏa là xinh đó. Một cười tỏa nắng. Dạ đúng rồi. Dạ cần nụ cười khi đi làm bên ngoài về rất là mệt mỏi rồi, mình cần về nhà mình cầm một cái nụ cười thôi là đủ, là cảm thấy như là có cái sự kích thích lên chút xíu. Chính xác. Cô này cười tươi lắm. Ôi. Và nhẹ nhàng nữa, đúng dạ, không? Đó. Dạ. Rồi sao nữa nè? Thì con chỉ cần khi như vậy thôi là da trắng một xíu. Ngoại hình thì sao? Ngoại hình thì ưa nhìn. Ưa nhìn đúng không? Nếu dạ, mà hơn cái ưa nhìn là coi như mà quá đẹp thì là quá tốt đúng không? Dạ, ưa nhìn luôn. Tốt. À đàn gái. Dạ. Em có mẫu hình lý tưởng nào không? Dạ, theo em thì em không có mẫu người đàn ông lý tưởng. Quan trọng là đối phương của em là hiền, biết quan tâm chia sẻ, không hút thuốc, rượu bia để biết chừng mực à. Có thích đẹp trai không? Chút chút cũng được ạ. Em không thích điều gì đó ở đàn ông hả? Em không thích đó là điều không thật lòng. Không thật lòng. Dạ đúng rồi. Cái này khó nha. Dạ. Để hiểu được lòng nhau cũng cần thời gian lâu lắm. Thôi được rồi. Còn bạn ra bạn không thích điều gì ở phụ nữ? Dạ, giả dối. Giả dối. Dạ. Một bên là không thật lòng, bên là giả dối, chúng nó giống nhau rồi. Dạ.
Hôm nay Cưng đi với ai vậy? Dạ hôm nay em đi có đồng nghiệp của em. Có đồng nghiệp. Mời đại diện đàn trai. Xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân cùng các bạn ở có mặt tại trường quay hôm nay. Mình xin giới thiệu là mình làm chung với lại Nam cũng gần được khoảng 2 năm nay. Nhận xét với Nam khi mà làm chung hàng ngày đó thì bộc lộ hết, thì mình thấy được là Nam vui vẻ nè, nhiệt tình với những cái bạn trong công ty. Còn nãy giờ thì thấy em giới thiệu về mình, thấy em làm bên điều dưỡng. Thì theo như cá nhân của Quốc Nghĩ á, rất cần thiết cho một cái gia đình. Với lại hồi nãy là bạn Nam bên kia có nói là rất thích một cái nụ cười, mà nãy giờ từ khi xuất hiện trên sân khấu tới bây giờ là cười mỉm suốt luôn, rất là dễ thương. Thành ra là qua cái chương trình này cũng mong là hai bạn tạo cho nhau cái cơ hội tìm hiểu, và nếu mà có duyên nữa thì tiến xa hơn thì tuyệt vời. Rồi, cảm ơn bạn. Cảm ơn bạn. Em đi với ai? Dạ em đi với lại em trai của em ạ. Em trai ơi. Dạ em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân. Dạ em xin chào tất cả khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em thấy tốt nhất ở chị của em đó là chị em rất là nỗ lực và luôn luôn phấn đấu để dần hoàn thiện cái về cái con người của mình cũng như về cái sự nghiệp của mình. Và trong cái tình yêu á thì chị rất là thật lòng. Em hy vọng trong cái chương trình ngày hôm nay á thì chị sẽ tìm được ngọn lửa, cái hơi ấm của cái anh bên này. Em cũng cầu chúc cho hai người tiến xa hơn trong cái con đường tình yêu của mình. Rồi, cảm ơn em. Bây giờ mình mở rào đi. Mở rào đi cưng. Mở rào. Bắt đầu đi. Dạ. Không gian này là của hai bạn đó. Quá nhiều quá. Anh chào em. Anh có món quà nhỏ này để tặng cho em. Dạ, em cảm ơn. Mong em nhận chưa? Em cũng có món quà nhỏ tặng cho anh. Ok, thank you. Đàn trai đó Linh vừa mới gặp cái là wow. Xin phép chú Quyền Linh với cô Anh Văn thì bàng hoàng mở món quà ra xem thử có cảm thấy như thế nào món quà này. Món quà này là ở đâu em mua hay là sao? Món quà này là tự tay mình làm trong những lúc thời gian mà nghỉ trưa, mình dành một chút mỗi ngày thì mình làm một chút vậy đó. Cảm ơn. Tức là anh có tặng thêm cho em là cái son môi nữa, tại vì anh thích thiết thực hơn. Dạ em cảm ơn. Chu đáo quá ha. Còn bạn gái tặng quà có ý nghĩa gì không? Trong đó em sẽ tặng anh một cái móc khóa hình viên thuốc. Để khi mỗi lần anh đi đâu anh nhìn cái viên thuốc anh sẽ nhớ là anh có từng quen biết em. Thì theo em á, là cảm nhận của em á, hiện tại giờ đang gặp anh như thế này thì cảm nhận như thế nào nhỉ? Em khá là rung. Khá là rung. Rung là sao? Rung là gặp anh hay là rung về vấn đề là sao nè? Thì nhìn anh em cảm thấy là anh là một con người rất là chín chắn trong lời nói của mình. Trong lời nói của anh em cũng cảm nhận là anh rất là thật lòng trong từng lời anh nói, từng lời anh chia sẻ. Ok, cảm ơn em. Thì trước khi mới mở rào ra thì anh nhận thấy trời ơi, wow, một nụ cười rất là anh không thể nào mà tưởng tượng được. Toàn năng, đúng là một người toàn năng. Thì chết từ ánh mắt nhìn đầu tiên rồi. Rồi thôi chết rồi, ông tự ông nói chết luôn rồi. Vậy đối với anh thì anh cần người phụ nữ của anh là chăm lo cho gia đình. Dạ còn em chỉ cần người chồng của em một điều thôi. Dạ em chỉ cần người chồng của em là chân thành là được. Còn nếu như khó khăn gì cũng có thể vượt qua, nếu như không có sự chân thành thì không thể nào vượt qua được bất cứ khó khăn nào hết. Ok. Dạ theo em thì khoảng bao lâu, nếu mà mình cho trong cơ hội khoảng bao lâu thì mình có thể tiến tới cái hôn nhân được? Em thì tuổi này là lúc nào em cũng sẵn sàng, quan trọng là đối phương của em phù hợp là em sẽ tiến tới hôn nhân à. Thì theo dự định của anh á, thì có khoảng một năm rưỡi thì mình có thể sau thời gian là mình tiến tới cái chuyện là kết hôn. Thôi để giải tỏa không khí này, hát tặng bài cái đi, rồi mình tiến hành bấm nút đi. Vân nghĩ chắc Linh Vân uống trà sữa luôn đi chứ cũng để cũng không cần đếm luôn á. Đối với anh á, thì theo quan điểm tình yêu anh á,
thì anh không có cần phải hứa thật là nhiều, là mất công anh hứa rồi anh không làm được gì hết. Thì sẵn đây anh đến trình này, anh sẽ hát em một bài, một ca khúc của bài Không Cần Phải Hứa Đâu Em, một khúc thôi ha. Vì con tim anh yêu em nên sẽ không cần phải hứa đâu em, dù cho nay bao phong ba chia đời ta cách xa, vẫn mong vẫn chờ vẫn hoài ước ao, tình luôn to sáng như những ánh sao, và anh tin có một ngày em sẽ về với anh. Bây giờ chúng ta còn 30 giây nữa, mình hãy nói những cái gì cảm nhận của đối phương và trong tim mình hiện nay thế nào, hãy nói với bạn ấy biết đi. Dạ. Rồi mình tiến hành bấm nút. Cảm nhận của anh á, lần đầu tiên mà khi mà màn đã mở ra rồi, anh đã qua rồi, là anh cảm thấy là nụ cười em đã khiến anh là chết lúc đó rồi. Nhưng mà giờ từ khi gặp em á, cảm nhận khi mà gặp em rồi thì nói chuyện á, anh cảm thấy một người phụ nữ mà anh đang cần á là em chiếm hết là 80% rồi, còn lại 20% nữa anh để thời gian trả lời. Thì mình đến đây á là một cái duyên rồi, mình cho nhau cái cơ hội nha. Dạ rồi. Có em sao nói đi. Em cũng đến đây là cũng muốn cho mình một cơ hội, nếu như mà có thể thì anh và em cùng cho nhau một cơ hội để mình tìm hiểu nhau, okay, tiến xa hơn. Ok. Hãy để tay vào nút bấm. Đến bây giờ chúng ta hãy lắng lòng lại và kiểm tra xem thật sự đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không. Rung động thì bấm, không rung động thì không cần bấm. 1, 2, 3. Hết thời gian. Chúc mừng, chúc mừng. Hãy nắm tay nhau nào. Bắt đầu từ bây giờ, bạn các bạn đã chính thức hẹn hò với nhau rồi. Dạ. Một nụ hôn đầu tiên, bắt đầu đi Nam. Xin phép em cho hôn em nha. Được rồi, sớm tìm hiểu nhau và chăm sóc nhau, chăm sóc mối tình này cho nó đẹp nha. Dạ. Vun đắp cái tình yêu này cho nó lớn lên nha. Dạ. Và chúc các bạn hạnh phúc và sớm thông báo tin vui chúng tôi nha. Dạ. Rồi. Xin phép em.